Nay mình xin chào bà con anh chú bác nha. Cái cách đây mấy ngày trước là mình giao tổng lượng từ 2 kg cho tới 4 kg là 35 con. Bắt đầu bữa nay là với ngày mai là mình giao 18 con nữa. Là mấy bữa trước mình giao từ 2 kg cho tới 4 kg, 2 kg, 3 kg rưỡi, 4 kg. Bữa nay là mình giao là tổng lượng là 3 kg. Bữa nay mình giao cho cái anh là ở Long An. Bây giờ xe xuống tới rồi, chào ngồi xe. Giờ mình bắt đầu mình giao cho anh là hai con này trọng lượng 3 kg. Con này là đây, mình cho bà con coi nè. Đây cái con đực, phải cho lấy cây. Đây. Nè, cái con đực này nè, khi mình giao chồn là mỗi con đều khác nhau, mới nuôi mới không có đồng huyết. Con đực này rất đẹp, nó dài nè, đó, con đực nè là bông trắng nha. Nè, con đực là bông trắng. Đó, bông trắng tươi nè. Là con đực. Rồi qua đây con. Đó, bữa nay anh bắt hai con là một đực một cái để xuống xe anh chờ đó. Còn bên đây là con cái. Là con cái đây. Nè con. Con cái này nè, nó rất là dài. Con cái này là đen. Đó, con kia là bông trắng, con này là bông đen. Mình đen luôn. Nó dài vậy đó. Này là con cái. Thì cho nên nó làm chồn á, là mình khi mình giao khách hàng á, là không có đồng huyết. Nó phải ba khác mẹ, khác bố, khác cha hết. Bên đây là ba giống chồn. Thì mình giao bây giờ mình giao cho ảnh á, là con này con cái là mình xám bông đen. Còn con đực á là mình trắng, bông trắng. Nhưng sắp tới này á, là mình sắp tới này qua năm tới á, là mình sẽ cho ra một cái dòng chồn khác nữa. Ở đây là mình cho chồn lai tạo là mặt gấu, chồn mặt gấu. Ngày mai mình giao chồn mặt gấu tiếp. Còn ở đây á, chồn này á, chồn này là chồn móc. Chồn móc này là cái đuôi của nó từ cạnh đuôi cho tới cái chuồng bên đây là 7 tấc đó. Đó vậy đó, từ cạnh đuôi bên nó dài là 7 tấc. Nhưng mà có giống chồn này á là bố nó là 10 kg, thịt nó rất là thịt là thơm, mà nó đặc biệt hơn là cái chồn hương mình, cho nên nó là đây là mặt chồn móc nè. Đó, con này chồn móc. Thì sắp tới này mình sẽ cho ra thị trường là chồn móc lai chồn hương nữa. Tại giống này mình nhập ở ngoài Hà Nội về, thì năm tới mình sẽ bung ra cái giống chồn, mình sẽ cung cấp cái giống chồn này cho bà con nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Thì hiện bây giờ là mình bên đây là 4 giống chồn mình cho lai tạo đó. Năm tới mình sẽ cho ra thị trường bà con nuôi giống chồn móc nữa đó, chồn móc lai chồn hương. Thì chồn hương mình á là thịt nó nạt nhưng mà hơi mỡ. Con chồn móc á thì thịt nó rất là thơm mà nó lại là nạc ít mỡ hơn con chồn hương mình. Bây giờ thôi mình bắt chồn mình giao cho anh ngoài xe anh chờ. Này là mình giao cho anh ở ngoài ở Long An xuống. Đó, khi giao chồn á là khác nhau hết, là mình không có bắt là một bầy nó được. Nó phải là khác bố, khác mẹ, khác cha hết. Nó con chồn này cầm được nè, bông trắng nè, còn con cái là bông đen, mình xám. Quá đẹp. Được không chơi chỗ nào được hết. Con là trọng lượng 3 kg hết. Giao là mấy ngày trước là mình giao là 2 kg 2 kg, 3 kg rưỡi, 4 kg là 35 con. Bữa nay với ngày mai á là mình giao là 18 con, là nó nằm trọng lượng là con lấy gì đỏ cha, trọng lượng là 3 kg. Ngày mai với bữa nay là 3 kg là giao là 18 con. Chồn á khi mình nuôi á cho bà con á làm kinh tế, thì mình ở đây thì nói chung ra là mình cũng rất là thích siêu tầm về vấn đề bên chồn. Vì con chồn ta thì bây giờ nó đã lỡ thời rồi, cho nên mình nhập ở nước ngoài cho lai tạo. Bây giờ bên đây mình về dòng gì giống chồn lắm.
Để sắp tới mình bung ra thị trường nữa là cái giống tròn móc nhập Hà Nội về, bốn mặt bốn nó 10 kg, cho lai trồng hương là bồ đu cũng lao là con cái là nằm phải 7 kg, và con nuôi là kinh tế rất là cao, nuôi là tròn rất là nhìn thấy là mắt mắt luôn. Đây con đực, được giờ bắt thêm con cái nữa, nó con đực hồi nãy là bông trắng đó. Bây giờ là con cái này, con cái này mình sẽ bông đen. Quay quay cũng có quá trời, cũng trộn có đẹp luôn mọi người. Con nào cũng nói nhìn thấy rớt luôn. Con đứng đó thấy không, nó nằm trong này rồi, nó không có chịu ra. Ồ, thấy không, thấy hết 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 hồn con trộn không đó, thấy chưa, thấy cao không, cao chịu luôn, không có chịu vô cái vợt này. Nó nằm trong đây từ hồi đó nhỏ giờ, giờ nó bắt đi ngoài nó không có chịu. Không có chịu vui con vợt. Mắt con tròn nó khuôn. Người ta hay bắt tròn đó là người ta nắm cái đuôi là kéo ra là bắt nó rất là nhanh. Nhưng mà mình ở đây mình không nên làm như vậy. Làm như vậy là không có được. Vậy là cái đuôi nó tổn thọ, nó bị thốn, nó sao về nó ư bệnh bậy á. Trời con dài quá trời dài rồi. Nó không có bắt được nó. Nó khôn quá. Nó quá dài. Luôn quá trời con cái đẹp khủng khiếp, quá trời dạp cho nó đẹp rồi chồng về luôn. Đâu chồng này là nó đẻ, chồng này nó đẻ là từ lối đầu tiên là phải 4 con, nữa sau là 56 không, tại vì cái giống chồng lớn con này á, nó có sức của nó có lực nó, nhưng mà nó lớn con lớn xác nó đẻ dữ lắm. Sai khi mình giao cho bà con mình quay về, những người khi người ta khỏi có phàn nàn. Ủa xe cái này là mình giác sát sớm cho nên là tròn quá thì mình bán, nói chung ra là mình không có cho ăn. Mình nói cho ăn vô là nó cũng lên mấy trăm gram đó, nhưng mà cái là cho ăn là bà con về nuôi nguy hiểm lắm. Bởi nhiều khi đó, mình nói là cho ví dụ 3 kg mà về ăn 2 kg 9 đi thì cũng phải chịu, tại vì nó ăn nó ba no lên là mấy trăm gram rồi. Mình nó 2 kg 9, 3 kg mà nó 3 kg mà về 2 kg 9 thì cũng phải chịu, tại vì mình khi cho ăn nó tới 3 kg mấy rồi. Giờ thì mình chắc sáng mình bỏ đói không cho ăn rồi chứ con. Con kia không gian lại đi rồi, hồi đem ngoài rồi qua tiếp rồi ra sao qua tiếp.